tại Việt Nam, Hà Nội điều tra vụ phát hiện thi thể một người đàn ông trong nhà hàng. An Giang bắt giữ hàng chục trường hợp tụ tập đá gà bất chấp lệnh giãn cách. Trên thế giới, biểu tình phản đối việc bắt giữ người Colombia ở Haiti. Pakistan triển khai dự án trồng 10 tỷ cây xanh. Quý vị đang đến với tin tức 24 giờ, mở đầu là phần tin trong nước. Thưa quý vị, lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ việc phát hiện thi thể nam giới tại nhà hàng Vua Chả Cá ở phố Lý Thường Kiệt. Trước đó, sau khi phát hiện thi thể người tại nhà hàng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lực lượng y tế cũng được huy động phun khử khuẩn khu vực này. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân nên chưa cung cấp thêm thông tin. Những tin tức mới về vụ việc này sẽ được FBNC cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi. Mới đây, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy xác minh làm rõ việc cô gái trẻ lên mạng xã hội khoe tấm thẻ đỏ quyền lực để đi vòng quanh Hà Nội trong thời điểm giãn cách xã hội. Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định tài khoản TikTok đăng tải clip tấm thẻ màu đỏ có dòng chữ thẻ cán bộ là do một cô gái sinh năm 2002, quê Sóc Sơn, hiện đang sinh sống tại Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thực hiện. Tại cơ quan công an, cô gái này cho biết, khoảng đầu tháng 7 năm 2021, có quen một nam thanh niên sinh năm 1999, quê Thái Bình, hiện trú tại Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, thông qua mạng xã hội. Trong một lần đi chơi, cô gái thấy trên xe ô tô của nam thanh niên này có một thẻ màu đỏ, nên đã cầm thẻ lên để tự quay clip và lưu đoạn clip trong điện thoại cá nhân. Đến ngày 7 tháng 8, cô gái đăng đoạn clip khoe vẫn đi vòng quanh Hà Nội trong thời điểm giãn cách nhờ tấm thẻ đỏ này để câu view. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, cô gái này đã thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về việc sử dụng thẻ cán bộ để thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, cơ quan công an đã xử phạt cô gái này 12,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Tại tỉnh Quảng Ninh, cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây xuất khẩu lậu quặng trái phép qua biên giới, ngụy trang quặng bằng giấy cuộn khổ lớn để được hưởng áp thuế suất xuất khẩu 0%. Cơ quan điều tra đã bắt khởi tố 17 đối tượng, thu giữ trên 251.000 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm. Được biết, trong một thời gian ngắn, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020, đường dây này đã thông quan xuất lậu trên 10.000 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỷ đồng. Trước đó, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bắc Luân 2, thành phố Móng Cái, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, bắt giữ hai xe ô tô đầu kéo vận chuyển tổng cộng trên 101 tấn quặng kim loại và được ngụy trang thành giấy cuộn khổ lớn. Kết quả điều tra xác định số quặng trên không có hóa đơn, chứng từ và được thu gom, tập kết tại tỉnh Bắc Ninh để xuất lậu sang Trung Quốc. Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với một nam thanh niên tự ý rời khỏi khu cách ly tập trung. Trước đó, vào tối ngày 8 tháng 8, nhân viên tại cơ sở cách ly tập trung trường mẫu giáo Đông Phú, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, khi tiến hành kiểm tra các trường hợp đang được cách ly tập trung, thì phát hiện nam thanh niên 24 tuổi, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, không có mặt tại phòng nên đã báo cáo cho lực lượng chức năng. Khuya cùng ngày, nam thanh niên này quay trở lại cơ sở cách ly tập trung. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và báo cáo vụ việc cho Công an huyện Quế Sơn để thẩm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ nam thanh niên dùng hung khí tấn công hai mẹ con bạn học mà FBNC đã đưa tin trong các bản tin trước, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa hung thủ là Lan Kim Thế Vinh và nạn nhân, sinh năm 2004. Cả hai là bạn học cùng lớp tại trường Trung học Phổ thông Nội trú 2. Để thực hiện hành vi của mình, Lan Kim Thế Vinh đã trèo tường rào vào nhà bạn học và ra tay tấn công hai nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được FBNC cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi. Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra vừa phát hiện hai cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép. Đáng chú ý, một trong hai cơ sở này có người thân đang làm công an bán chuyên trách tại địa phương. Người này đã làm công an bán chuyên trách được nhiều năm nay và phụ trách địa bàn xóm nơi mình sinh sống. Bước đầu, các chủ cơ sở khai nhận đã mua những con hổ từ Lào khi còn nhỏ, đưa về nuôi, chăm sóc,
trong nhà và với hệ thống chuồng trại như vật nuôi khác. Tuy nhiên, chuồng trại nuôi hổ được hàn thêm những rào sắt với nhiều lớp cửa bảo vệ. Thời điểm bị bắt giữ, các con hổ có trọng lượng trung bình từ 200 đến 260 kg mỗi con. Mới đây, Công an huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thảo, sinh năm 1975, thường trú ở tổ dân phố 15, thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Được biết, bà Vũ Thị Thảo chính là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, bà Thảo trở về từ vùng dịch có dịch bệnh COVID-19 tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 6 năm 2021, nhưng đã khai báo y tế gian dối, làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác tại huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi khai báo gian dối của bà Thảo còn dẫn đến việc tỉnh Lâm Đồng phải thiết lập vùng cách ly y tế, sau đó thực hiện giãn cách xã hội đối với thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ. Ngay khi được điều trị khỏi bệnh COVID-19 và xuất viện, Công an huyện Đạ Tẻ đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Thảo để điều tra làm rõ. Cơ quan Công an huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định tạm giữ giám đốc VNPT Đắk Min là ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1976, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Min. Được biết, ông Tùng đã lợi dụng chủ trương thu hồi dây cáp đồng không còn sử dụng của VNPT trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021. Nguyễn Thanh Tùng đã thuê một số người dân đi thu hồi dây cáp đồng ở địa bàn huyện Đắk Min do mình quản lý, bán cho tiệm phế liệu ở thị trấn Đắk Min được hơn 100 triệu đồng. Sau khi bán hết số dây cáp đồng thu gom được, ông Tùng đã lấy toàn bộ số tiền này sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Ông Tùng bị tạm giữ do làm sai chủ trương của VNPT về việc thu hồi dây cáp đồng không sử dụng, chuyển toàn bộ về kho để thực hiện quy trình bán đấu giá theo quy định. Số tiền bán được sẽ nộp vào tài khoản của VNPT. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Trần Thanh Tùng, 17 tuổi và Trần Anh Kiệt, 18 tuổi đều trú tại phường 2 thành phố Đà Lạt về tội cướp giật tài sản. Trước đó, vào đêm khuya, Tùng và Kiệt đã lẻn vào khu vực khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và lấy trộm tài sản của một người phụ nữ đang ngủ ở hành lang. Khi người phụ nữ phát hiện và la lớn thì hai đối tượng giật lấy túi xách rồi tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ các đối tượng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã rủ nhau vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tìm kiếm tài sản để lấy cắp. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ. Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Tháp, cơ quan chức năng vừa phát hiện một người lái xe gắn máy có cất giấu vũ khí dân dụng. Trước đó, vào ngày 9 tháng 8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 30 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã tiến hành ra hiệu dừng kiểm tra xe gắn máy do một nam thanh niên điều khiển chạy hướng thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đi huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe thì đối tượng quay đầu bỏ chạy. Do có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng trên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện một khẩu súng ngắn cùng với 7 viên đạn. Đối tượng đã khai nhận là Nguyễn Hiếu Thảo, sinh 11 tháng 10 năm 2002, trú tại ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và cho biết đang đi giao súng cùng với số đạn trên thì bị bắt giữ. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao đối tượng cùng với tang vật cho công an huyện Cao Lãnh để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Minh Tài, 18 tuổi và Cao Phú Đức, 20 tuổi, cùng ở huyện Chợ Gạo để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là hai đối tượng bị cảnh sát khởi tố sau 3 tháng điều tra vụ tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 50. Cả hai bị cáo buộc cầm đầu trong nhóm quái xế gây rối trật tự bị cảnh sát bắt giữ hồi cuối tháng 4 vừa qua. Ngoài hai bị can đã khởi tố, cảnh sát đang củng cố hồ sơ điều tra những người liên quan. Trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được tin báo có hàng trăm quái xế hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập, cổ vũ, đua kéo trái phép trên quốc lộ 50. Ngay sau đó, cơ quan công an đã bố trí lực lượng vây ráp và bắt giữ. Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa tiến hành phục kích, bắt quả tang hàng chục người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền ngoài cánh đồng thuộc xã Châu Phong. Khi bị phát hiện, nhóm đánh bạc bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 người ngay sau đó. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 9 triệu đồng, 2 con gà, 2 cặp cửa sắt, 12 xe mô tô và nhiều tang vật liên quan. Được biết, tụ điểm đá gà trên do Trần Tấn Hương, 44 tuổi ở xã Long An đứng ra tổ chức để lấy tiền sâu. Bên cạnh xử phạt về hành vi đánh bạc, những người này sẽ bị xử phạt về vi phạm quy định phòng dịch.
Trong thời gian gần đây, lợi dụng ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều người bị giảm thu nhập, các nhóm gắn mác kiếm tiền online mùa dịch đã tung hoành trên mạng xã hội bằng chiêu trò cam kết siêu lợi nhuận rồi sau đó kéo nạn nhân vào bẫy. Mức lợi nhuận mà các ứng dụng tài chính và các sàn Forex đưa ra thông thường từ 2-8% mỗi ngày. Người chơi chỉ cần sao chép lệnh do các chuyên gia của sàn chuyển qua tin nhắn trên mạng xã hội mỗi ngày. Chính vì dễ làm, không cần có kiến thức tài chính cũng như có thể thắng, do đó nhiều người là công nhân, thợ xây, nội trợ, giáo viên đã đổ hàng trăm triệu đồng vào đầu tư rồi nhận cái kết đắng. Trước tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ về các sàn giao dịch, các nhóm kiếm tiền online. Đồng thời, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, không có một hình thức đầu tư nào lại mang về siêu lợi nhuận chỉ trong vòng một thời gian ngắn như vậy. Chính vì thế, mọi người cần cẩn trọng để tránh trở thành nạn nhân mất hết tài sản. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần tin quốc tế là tin tức liên quan đến 18 người Colombia bị bắt giữ ở Haiti vì đã tham gia vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse. Mới đây, nhiều thân nhân của những người này đã tập trung phản đối việc giam giữ và kêu gọi chính phủ phải nhanh chóng can thiệp. Vào hôm thứ Hai, ngày 9 tháng 8 vừa qua, gia đình của 18 cựu binh sĩ người Colombia hiện đang bị giam giữ ở Haiti với tội danh thực hiện ám sát Tổng thống Jovenel Moïse đã thực hiện một cuộc biểu tình ở thủ đô Bogota ở Colombia nhằm yêu cầu giới chức nước này có những hành động can thiệp vào vụ bắt giữ này. Họ giơ cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu cho rằng những người này vô tội. Theo chính phủ Colombia, 18 đối tượng trên từng là thành viên thuộc lực lượng vũ trang. Họ đã đến Haiti để làm vệ sĩ sau khi nghỉ hưu. Trước đó, ngày 7 tháng 7, một nhóm các tay súng đã thực hiện cuộc tấn công và giết chết ông Jovenel Moïse, 53 tuổi, tại tư dinh tổng thống ở Pensonville, vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ sau đó. Tuy nhiên, đến nay, cuộc điều tra vụ ám sát tổng thống Haiti vẫn chưa có kết quả. Hàng trăm người từ các nhóm cánh tả và tổ chức bảo vệ môi trường Hy Lạp mới đây đã tụ tập bên ngoài Quốc hội Athens nhằm thể hiện thái độ bất bình trước cách xử lý của chính phủ nước này đối với vụ cháy rừng đã và đang tàn phá hàng ngàn hecta rừng cũng như gây thiệt hại về người và tài sản trên khắp đất nước. Họ cho rằng các nhà chức trách Hy Lạp đã không cung cấp đủ kinh phí cũng như phương tiện chuyên dụng và nhiều nguồn lực khác cho các đơn vị chữa cháy đặc biệt. Bên cạnh đó, những người biểu tình cũng chỉ trích chính sách của chính phủ không phù hợp và gây nhiều bất lợi đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Chính phủ đang để đất nước chúng tôi bị cháy rụi, họ đặt hết thảy lợi ích trước người dân. Họ đã bỏ hàng trăm triệu đô để mua máy bay chiến đấu cho lực lượng cảnh sát chứ không phải cho đội cứu hỏa. Phát biểu trước truyền thông vào ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết có hơn 580 đám cháy đã bùng phát trong những ngày gần đây. Các nỗ lực kiểm soát hỏa hoạn vẫn đang được triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn do các điều kiện không thuận lợi. Bên cạnh đó, ông Mitsotakis chính thức gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân Hy Lạp vì sự chậm trễ trong việc ứng phó với thảm họa chính quyền, đồng thời cam kết sẽ sớm khắc phục sai lầm cũng như bồi thường cho những nạn nhân trong các vụ cháy rừng. Hiện Hy Lạp vẫn đang phải oằn mình đối phó với tình trạng cháy rừng khi quốc gia này trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 30 năm qua. Truyền thông địa phương mới đây đưa tin, lực lượng an ninh, truyền thông cùng công tố viên các thành phố Rome, Milan, Paris của Ý đã phối hợp để mở chiến dịch truy quét quy mô lớn hoạt động mua bán trực tuyến thẻ xanh, chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 giả. Qua đó, cơ quan chức năng triệt phá thành công và bắt giữ các quản trị viên của 32 kênh Telegram chuyên làm giả thẻ xanh, thu hút hàng ngàn lượt đăng ký mua với mức giá dao động từ 170 đến 580 USD. Giới chức địa phương cho biết mạng lưới tội phạm liên quan đến hoạt động làm giả chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 đã gia tăng đáng kể, đặc biệt là sau khi chính phủ Ý ban hành quy định bắt buộc người dân phải xuất trình giấy chứng nhận này khi đến các nhà hàng, quán bar, cơ sở lưu trú và nhiều địa điểm khác từ ngày 17 tháng 6 vừa qua. Bên cạnh đó, theo thông báo mới nhất, từ 1 tháng 9 tới, mọi công dân Ý bắt buộc trình thẻ xanh khi tham gia phương tiện công cộng. Mức phạt có thể lên đến 470 USD cho những trường hợp không có thẻ xanh, cũng như phạt hành chính và buộc phải đóng cửa đối với các cơ sở không chấp hành quy định kiểm tra chứng nhận kỹ thuật số này. Các luật sư của cô Virginia Giuffre, người từng cáo buộc tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein buôn bán nô lệ thân xác, mới đây đã đệ trình đơn kiện hoàng tử Anh Andrew về tội lạm dụng lên tòa án liên bang Manhattan, Mỹ vào hôm 9 tháng 8 vừa qua. Trong đơn kiện, cô Giuffre nêu rõ ông Andrew đã vi phạm đạo luật nạn nhân trẻ em vì có những hành vi mua bán, lạm dụng nhiều lần đối với cô khi còn 17 tuổi.
Bên cạnh đó, cô Zufri nhấn mạnh mình bị đe dọa rõ ràng hoặc ngụ ý để thực hiện các hành động nhạy cảm. Đồng thời đơn kiện cũng chỉ ra rằng hoàng tử Andrew biết rõ độ tuổi của nạn nhân khi đó nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi sai trái nhằm thỏa mãn ham muốn của bản thân. Tuy nhiên, trước đó một bài phỏng vấn với truyền thông vào cuối năm 2019, ông Andrew khẳng định không bao giờ có chuyện ông lạm dụng cô Zufri. Hiện các công tố viên bang Manhattan đã chính thức gửi lời yêu cầu tương tự việc ban hành trác đòi hầu tòa để được trao đổi với hoàng tử Andrew, như theo quy định được nêu trong Hiệp định Tương trợ Tư pháp, một thỏa thuận giữa Mỹ và Anh với mục đích chia sẻ bằng chứng và thông tin có liên quan đến các vụ án hình sự. Quân đội Mali vừa xác nhận ít nhất 51 dân thường đã thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương sau khi các phần tử cực đoan thực hiện những cuộc tấn công đồng loạt vào các làng Karo, Otagona và Daotege thuộc vùng Gao, miền trung Mali, giáp giới với Niger, vào chiều ngày 8 tháng 8 theo giờ địa phương. Ngoài sát hại dân thường, các tay súng thánh chiến còn đốt phá nhà cửa và cướp gia súc cùng với nhiều tài sản khác. Hiện lực lượng an ninh vẫn đang tiến hành dọn dẹp hiện trường, dự báo số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng. Đến nay vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công trên. Kể từ năm 2012, các khu vực ở miền Bắc Mali đã bị những phần tử vũ trang có liên hệ với mạng lưới cực đoan quốc tế Al-Qaeda kiểm soát, cho đến khi quân đội Pháp phát động chiến dịch hỗ trợ chính phủ Mali đối phó với nhóm thánh chiến vào một năm sau đó. Thế nhưng những nhóm này vẫn triển khai mở rộng tấn công các tỉnh miền Trung và miền Nam Mali. Xung đột bạo lực này hiện tiếp tục gia tăng và lan sang cả các quốc gia láng giềng như Burkina Faso và Niger, bất chấp sự có mặt của lực lượng nước ngoài. Hãng thông tấn nhà nước APS của Algeria mới đây đưa tin một ngọn lửa bất ngờ bùng phát và bao trùm khu vực miền núi phía đông thủ đô Algeria của nước này vào tối thứ Hai ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Bên cạnh đó, đám cháy dữ dội nhanh chóng lan rộng và đe dọa cư dân trong khu vực, buộc họ phải sơ tán. Giới chức địa phương ngay lập tức điều động lực lượng cứu hỏa cùng với máy bay trực thăng đến hiện trường để thực hiện các công tác dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đến nay, các nỗ lực kiểm soát hỏa hoạn vẫn chưa có kết quả. Trong một tuyên bố, quân đội Lebanon cho biết đã ghi nhận 3 trường hợp thiệt mạng do các cuộc hỗn chiến tranh chấp nhiên liệu, trong bối cảnh quốc gia này đang chật vật với tình trạng khan hiếm nhiên liệu do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài. Cụ thể, một người đàn ông được xác định đã thiệt mạng sau khi xảy ra tranh cãi về việc đổ xăng ở vùng Deniyeh phía bắc Lebanon, trong khi 2 người khác thiệt mạng ở Tripoli cũng vì tranh chấp nhiên liệu. Theo truyền thông địa phương, các vụ việc trên xảy ra khi cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn với sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhiên liệu cần thiết để chạy máy phát điện tại các trạm xăng. Trong khi đó, một số cuộc biểu tình nhỏ ở các vùng khác nhau của đất nước cũng đã diễn ra vì người dân cho rằng chính phủ Lebanon đã không có bất cứ hành động nào để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Mặc dù trước đó giới chức này đã đưa ra chính sách trợ giá nhiên liệu cho người dân, nhưng gần đây cũng đã tăng trở lại. Vào tháng 6, Ngân hàng Trung ương Lebanon cũng đã yêu cầu chính phủ cho phép giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hỗ trợ cho việc nhập khẩu nhiên liệu. Có thể thấy, các nhà chức trách Lebanon vẫn chưa thể tìm ra lời giải nào cho cuộc khủng hoảng kinh tế khi chính họ còn đang gặp nhiều bế tắc trong việc thành lập nội các mới. Theo truyền thông địa phương, chính quyền Pakistan mới đây đã bắt đầu triển khai dự án trồng 10 tỷ cây xanh như một nỗ lực làm giảm thiểu khói bụi tại quốc gia này, cũng như chung tay chống lại tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra nghiêm trọng trên toàn thế giới. Phát biểu tại buổi khánh thành dự án rừng đô thị lớn nhất trên thế giới Miyawaki ở thành phố Lahore ở Pakistan, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã chia sẻ dự án được triển khai dựa trên kỹ thuật tiên phong của nhà thực vật học quá cố người Nhật Bản Akira Miyawaki với 10 tỷ cây xanh của 165.000 loài thực vật khác nhau sẽ được trồng trên diện tích khoảng 50.600 m². Dự án này được thực hiện sau khi thành phố 10 triệu dân này phải vật lộn với tình trạng ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng trong những năm gần đây, buộc các trường học phải đóng cửa và khiến nơi đây trở thành một thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Con người đang phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Trái đất đang nóng dần lên, mực nước biển ngày càng dâng cao hơn và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng tất cả chúng ta đang sống trong thế giới này. Nếu chúng ta làm mọi thứ có thể, có lẽ chúng ta sẽ cứu được thế giới khỏi những điều tồi tệ sắp xảy ra. Theo báo cáo mới được Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc công bố, hoạt động của con người đang có tác động rõ ràng lên bầu khí quyển, đại dương và đất liền. Báo cáo này nhấn mạnh, các quốc gia trên thế giới cần phải có những biện pháp quyết liệt hơn để giảm lượng khí thải nhằm ngăn chặn thời tiết cực đoan sẽ ngày càng tồi tệ và mực nước biển sẽ tiếp tục dâng cao khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1,5 độ C.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Ngọc Nhi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.